Cảm ơn các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một bông hoa trang trí có 4 màu rất là dễ thương như thế này nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một bông hoa trang trí gồm 4 màu, đó là màu cam này, màu vàng nhạt này, màu tím và màu xanh nước biển nhé. Thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị một số các cái dụng cụ như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ có cái bút chì này, tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị thêm một cái thước kẻ này, kéo này, súng bắn keo này, và mình có một cái hạt trang trí hình tròn ở đây để lát nữa mình sẽ dán vào giữa của cái hình bông hoa này nhá. Và với một số màu thì mình cũng đã giới thiệu các cái phần màu sắc cho các bạn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi sắp xếp xem là cái phần màu nào thì mình sẽ để ở là cái phần to nhất, bông hoa to nhất ở ngoài cùng này, bông hoa ở trong này, bông hoa ở giữa này và bông hoa ở trong cùng. Thì mình sẽ dán cái phần, mình sẽ cho cái phần màu sắc như này nhé. Đầu tiên là màu xanh da trời thì mình sẽ cho ở ngoài cùng này, tiếp theo là màu tím này hoặc là màu cam đi, màu cam này, sau đó là màu tím này, và cuối cùng sẽ là màu vàng nhạt ở bên trong cùng nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi đo cái phần kích thước của những cái bông hoa này. Thì đầu tiên là cái phần ở trong cùng thì nó phải là bông hoa bé nhất, thì các bạn sẽ đo cho mình cái kích thước của cái phần màu vàng này. Mình sẽ đo là hình vuông là 6x6 nhé các bạn, 6x6 này, các bạn nối vào đây rồi các bạn kẻ ngang sang đây giúp mình nhé. Rồi sau khi có được cái phần bông hoa bên trong 6x6 rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt tiếp cái bông hoa màu tím thì nó sẽ có kích thước là 8x8 nhé. Các bạn cứ nhân cộng 2 phân đi cho mình. Đây sẽ là cái phần bông hoa ở cái lớp tiếp theo, mình sẽ là 8cm này. Rồi đến cái phần bông hoa ở lớp thứ ba là cái bông hoa màu cam thì mình sẽ đo cái kích thước là 10x10 như các bạn, 10 này, nhân 10 như này, các bạn sẽ nối vào đây, nối sang đây cho mình nhé. Rồi tiếp theo sẽ là cái phần hình vuông cuối cùng thì mình sẽ lấy kích thước là 12x12 nhé các bạn. Cái to nhất thì nó sẽ ở ngoài đúng không? 12x12 này. Các bạn nối xuống đây cho mình, nối sang ngang này. Như vậy là mình đã có đủ 4 cái hình vuông để làm 4 cái bông hoa thành một lớp rồi. Bây giờ mình sẽ đi cắt những cái phần hình vuông này ra nha các bạn. Cắt những cái hình vuông này ra thì mình sẽ cắt thành những cái phần bông hoa nhé. Đấy, các bạn sẽ cắt cái phần hình vuông cho mình. Đầu tiên là sẽ là hình vuông màu xanh nước biển này. Tiếp theo sẽ là hình vuông màu cam này.